Xin chào quý anh chị cô chú quay trở lại kênh Nguyễn Phú. Đầu xuân năm mới, Nguyễn Phú xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị anh chị cô chú. Chúc tất cả quý vị anh chị cô chú và các bạn một năm mới thật hạnh phúc và thân đầy sức khỏe trong tình hình dịch bệnh khó khăn như thế này. Hôm nay em có đến quán đồ cũ để hỏi cho một vài vị khách có muốn mua mấy xe đạp gian và Dunlop. Thì có mình mua xong thì người ta có đóng gói gửi đi cho mình không? Thì rất tiếc là họ không gửi cho mình nên là không mua được. Vì cái này về tháo ra đây quý vị, về tháo ra thì cái hộp rất là to, em thì không có đủ hộp để mà đóng gửi đi được. Vì với lại bãi cũng không có để mà gửi theo công ấy, nên là phải khi mà mua xong thì muốn người ta đóng hộp gửi cho mình đi luôn, nhưng mà người ta không đóng hộp. Nên rất tiếc là không lấy được mấy cái này. Chắc là em phải tìm xe mới, nó đắt hơn một chút thì săn giảm giá. Thì mấy cái xe mới nguyên như này thì người ta sẽ tháo hết từng bộ phận ra, rời ra rồi người ta gửi từ hộp đến cho mình. Chắc là tìm xe mới gửi đến cho quý vị anh chị cô chú cùng mua thôi. Ví dụ con này là C32F0168 này, đi về em sẽ mua tìm cái xe mới xem giá như thế nào. Không giờ thì em sang bên này có một số nồi cơm điện cũ quay cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo. Đây quý vị, lâu này thì rất nhiều nồi cơm bé nhưng mà em không xem nữa. Lấy cái nồi cơm to một chút xem giá trị nó như thế nào. Cái nồi cơm và một số bếp ga. Em sẽ quay cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo nhé. Đầu tiên thì đây là một cái nồi cao tần áp suất của Hitachi nha quý vị. Đây là một cái nồi 0,5 nghĩa là 1 lít ấy. 0,5 cái chưa hợp này. 1 lít. Cái này nó hơi khó mở một chút. Rồi cái trong này cũng còn rất là đẹp chứ. Không còn mới lắm nhưng mà vẫn còn rất là đẹp. Hai cái này đều là nồi cao tần áp suất 1 lít của Hitachi nha quý vị nhá. Năm sản xuất là năm 2014 này. Con này năm 2013, 1 lít 1 lít, giá thì có 7 sen 980 8 sen do gần 9 sen cả thuế thì khoảng tầm 2 triệu rồi. Cũng rất là đắt chứ không phải là rẻ đâu. Bên này mua ở shop hàng cũng rất là đắt. Chức năng tất nhiên nó sẽ đầy đủ hết. Con này thì còn có điện trong, con này thì hết điện này. Nó cắm vào thì nó lại sạc vào rồi. Không có vấn đề gì lắm. Tiếp theo bên này một em Hitachi cũng là 1 lít khác, RZ XT100BK. Con này là cao tuần áp suất. Đấy, có đầy đủ cho quý vị nhé. Xin mở trong ra xem cái vỏ, cái nồi trong thì cũng còn khá là nguyên vẹn. Tuy mặt trên này có một số vết chảy trước nhưng vẫn khá là ok, không ảnh hưởng gì lắm. Tiếp theo nữa thì vẫn là một em Hitachi cũng có toàn áp suất, chỗ này đa số là có toàn áp suất cả, cũng giá rẻ. Con này khoảng tầm 200.000, hơn 200.000 chốt, tầm 1.8 triệu. Đắt nói chung nếu mà mua nồi ở đây thì mua nồi ở quán thì nó có chất lượng hơn, nên người ta đã bảo hành cho mình trong vòng 1 năm này. Ví dụ con này bảo hành 1 năm đấy thì người ta có check cho mình rồi và rồi mới bán thì hàng nó sẽ ok hơn quý vị nhé. Có bảo hành thì nó mình yên tâm hơn thôi, nhưng còn thực ra đưa về Việt Nam rồi thì bảo hành thì nói là bảo hành gì được, sao bảo hành là gửi sang cho người ta bảo hành thôi chứ. Nếu quý vị nào thích bảo hành gửi sang cho người ta bảo hành thôi chứ ai bảo hành toàn cầu cho quý vị hàng cũ. Nhiều bác cũng hỏi của em là muốn mua hàng hàng nội địa của Nhật nhưng mà đòi yêu cầu là bảo hành quốc tế, thì như vậy thì em thấy là cũng hơi khó hơn lên trời. Hàng thì hàng nội địa mà bảo hành quốc tế thì chỉ chưa có hàng nào làm được như vậy, mà cũng chẳng ai làm như vậy cả. Đấy, yêu cầu khó quá. Đây, đây là mấy con hàng Hitachi có tần áp suất nha quý vị nhé. 1 lít có giá dao động từ khoảng tầm 1.8 triệu cho đến khoảng tầm 2.4 triệu. Với con này khoảng tầm 2.4 triệu, hai con hơn 2.5 triệu, hơn 2.5 triệu này, bảo hành 1 năm. Con kia thì nó không ghi cái thời gian bảo hành. Đấy, thì rẻ hơn. Con này thì bảo hành 1 năm đắt hơn là đúng không? Dưới này thì cũng có rất là nhiều.
nồi Tiger này. Tiger cao tần đây này. Cái này lại hơn một chút. Đấy, cái nồi gang các vị ạ. Nồi nấu cơm có thể nấu cơm cháy các thứ ấy. Con này thì cũng là 1 lít Tiger cao tần. Má nó ZKP H100 giá khoảng tầm 7 trên 9 cả thuế, thì tương đương khoảng tầm 1,5 triệu, hơn 1,5 triệu gì đó. Con này thì nó nặng tầm 3-4 cân gì đó nhỉ, 4-5 cân gì đó. Mất 1 triệu tiền, hơn 1 triệu tiền cước. Đây là tầm 2,7 triệu. Còn cước bên này nó quay 3 triệu. Đấy, cũng khá căng. Bên này Hitachi cũng là hàng cao tần áp suất luôn. Đây hàng Hitachi nhiều thật. Đây giá nó dao động khoảng tầm 1,8 triệu đến 2,5 triệu các vị nhé. Đây khá là nhiều. Nhiều đồ cơm rất là nhiều đấy. Em sẽ đi vòng quý vị xem rất nhiều đồ cơm. Chứ không phải là ít, nhưng mà đa số là nồi 1 lít ở dãy bên này, còn nồi bên này là chỉ có hơn nửa lít cho đến là 0,5 lít. Đấy, bán được cái tí này. Cái tí này thì hai người ăn thì thoải mái. Ở đây có nồi 1 lít giá 1 triệu của thằng như đây Sharp quý vị. Hàng này thì con này sao rẻ nhỉ. Còn một tay nên em không đỡ xuống được. Ngoài 1 năm luôn. Giá 1 triệu. Nó là 6/4 giảm xuống 4/8. Nó giảm giá khoảng tầm hơn 300.000 rồi. Con này thì hàng của thằng gì đây. Nồi này giống như Ridusi. Em sẽ cầm xuống con này có quay đây. Cái này Micron RC á. Okay. CNLCS 1.0 4.6. Nó chứ tầm 1 triệu chút cả thế. Hai con này rẻ nhất đây. 1 lít nha quý vị. Rồi thì là hàng cao tần thôi, áp suất thôi, không có cao tần. Cao tần thôi, không có áp suất, quên em nhầm. Ngược được. Hàng cao tần thì không có áp suất đấy quý vị nhá. Con này thì không thấy quai này mà sách như ác chứ. Sharp KS10G. Hàng là hàng 1 lít nội thương. Ở dưới này là mấy cái 0,6 lít, 0,8 lít. Rồi hãng thì có của gì? Dojirushi này, Tiger này, Sharp nhiều lắm. Panasonic hầu như hạng nhìn có 2R. 2R bên này cũng nhiều nha quý vị. Chứ không phải là không có tên tuổi đâu. Bên này thì mấy cái lò nướng. Nướng rồi nó sóng. Cái này nhẹ chứ, không nặng tí nào. Tầm 3-3 cân được. Lò này thì nướng sẽ ok hơn là mấy lò kiểu đút điện tử. Trước em gọi lò vi sóng điện tử kia nó vừa nặng, vừa to vừa nặng, rồi nó nướng không ăn thua mấy bằng mấy cái nồi vặn kiểu đây. Và sau bên này là mấy cái bếp ga này. Quay vị anh chị của chú xem cái giá bếp ga tại Nhật nhé. Xem là nó giá làm sao mà ở Việt Nam mình thì người ta đưa về người ta bán sao, và đó là hàng gì nhá. Đây người ta có ghi là hàng LP ga sự. LP ga sự này là hàng của bếp ga bình nha quý vị nhé. Đây ga bình này là của Twin Nai. Đây nhưng con này thì lại là ga thành phố này, Toshi ga sự ga stable là cái bếp ga bàn này. Rinnai CHM300DGM giá là 9/5 chưa thuế. Mình chưa thuế thuế vào 1 mắt mốt trên đường khoảng 2,4 triệu 2,3 triệu rồi nhé. Có kèm dây van và đôi pin đi kèm đấy. Cái giá cũ này một gió giá vào là cả thuế vào là 1,5 này, tầm 2,3 triệu rồi nha quý vị nhé. Khá đắt đấy.
Các con một con này thì nó nặng tầm 6-7 cân. Có con đến 8-9 cân chưa thể hộp. Nên là nếu mà đi đường đường biển về, em không biết là Việt Nam người ta đưa cái hàng về người ta bán có hơn 1 triệu một con, em biết là không biết là hàng gì. Vì sao quý vị? Vì người ta đi đường biển cước rẻ nhất thì cũng là 100.000 một cân. Một con này nó tầm 8-9 cân, nó đã 8-900 rồi. Mà con bếp nong bên này người ta bán vài triệu này, nhưng nếu mà mua ở hàng bãi, hàng rác thì cũng phải tầm 200.000 một con. 100.000-200.000 một con thì nó cũng phải hơn 1 triệu rồi. Mà chưa kể cái các cái cước chở chuyên chở vận chuyển xuống kho rồi kho về nhà. Mà không biết sao nó bán được 1.4-1.3, em cũng phục luôn. Đây là mọi con đến này khác. Khay bin này thì đa số là nút vặn thôi. Vặn thì nó cũng đơn giản hơn. Đây là nút ấn này. Người ta đang khóa. Đây, của Rinnai nha quý vị nha. À, con này là của Paloma nha quý vị nha. Paloma này, ga thành phố. Thành phố là về phải chỉnh lửa đấy. Nếu mà dùng ga bình Việt Nam là phải chỉnh lửa đấy. ICN86BS, chính xin trên 1-2 triệu chưa thuế đấy. Con bên này thì cũng vậy, có chức năng thì nướng. Hai ngăn nướng và một con nướng, hai ngăn bếp. Paloma cũng 2 triệu nha quý vị nha. Trên này cũng vậy, nói chung toàn 2 triệu thôi. 2 triệu chưa thuế nha quý vị nha. Đây con Paloma vặn này thì cũng gần 2 triệu thôi này. Đấy, hàng rất đắt, không phải là rẻ đâu. Nhưng mà mua ở Việt Nam thì nếu mà tầm vài triệu thì chấp nhận được. Vài triệu trở lên ấy, thì là giá chấp nhận được. Hơn 1 triệu, 1.5 triệu thì em cũng không biết là... Không nói được cái hàng gì, nhưng mà em cũng rất là phục người ta là làm thế thì lấy đâu ra lợi nhuận công sức. Đấy, đây là một số cái mặt hàng hôm nay em quay cho quý anh chị của chú cùng xem. Xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại các video lần sau. Chúc mừng năm mới tất cả quý anh chị của chú.